À, mình à, xin chào các bạn thì à, hôm nay quay trở lại với à, hai chiếc xe này vừa rồi có một bạn là comment vào à, anh Khải ơi hôm nào anh làm một video buổi tối nói chuyện về chiếc x 155 này à, bây giờ có còn thời điểm này nó có đáng mua nữa hay không à, chính xác là như thế nói chuyện vui vẻ nha anh à, thì ok bạn mình sẽ à, à, nói về nó về chiếc xe này thì uh, hôm trước mình lấy xe này đi nè rồi hôm qua mình đi với nó và hôm nay mình lại đi với xe này uh, tại vì á đúng ra là hôm nay mình không đi với nó đâu nhưng mà tại vì bữa hôm trước á buổi chiều mình ở nhà có thời gian mình lôi nó ra ngoài kiểm tra tổng thể xe chút đỉnh coi đĩa rồi dầu phanh nước mát thú thật với các bạn là lâu rồi mình bỏ phế nó luôn bỏ phế ở đây là tại vì mình giao cho con trai mình nó chạy rồi nó vệ sinh và con sơn nó trùng nó thỏng xuống như thế này đó các bạn nó thỏng nhiều vậy luôn á thì mình đã tăng sơn xịt dưỡng sơn mình xịt trồng vô luôn nha chứ mình không có rửa sơn các bạn rồi xịt trồng vô luôn và kết quả là bánh xe bây giờ nó rất là nhẹ mình khoan nó vào chiếc xe kia ha đây hiện tại đang rất là nhẹ nha các bạn xoay chiều nào cũng nhẹ cái hôm mà mình xịt xong á và cộng sên này mình đi hiện tại là 18.000 cây số rồi 18.000 cây rồi từ lúc nó tha tới giờ à, quá ổn sơn 9 ly thôi Nói chung là nó cũng không hơn gì cộng sơn zin của chiếc xe này từ khi mua về à, cho nên là mình các bạn thấy là khi mà mình vệ sinh sơn à mình tăng sơn xong xuôi rồi xịt dưỡng sơn cho xe mình vẫn có cái tâm trạng là háo hức và muốn chạy thử xem nó như thế nào thì thực sự mà nói khi mà mình, các bạn xịt dưỡng sơn trong xuôi tăng sơn đàng hoàng và cha một ít dưỡng sơn vào trong cái cần số này đó các bạn đây xịt xung quanh đó, cho nó nhẹ ha thì mình rất hào hức và sáng hôm nay mình lấy ra mình chạy thì số nó vô mượt hơn thấy rõ thì hiện tại mình đang xài chạy nhất mới đó các bạn ha chạy nhất nano á không phải nano bây giờ mình quên tên nó nữa rồi thì à, quay trở lại với chiếc Exeter này cái hôm trước mình lấy từ nhà ra à, tại vì các bạn biết không, lâu rồi. Các bạn nói là anh Khải lâu rồi không thấy anh chạy chiếc Exeter 155 này. Thường khi mình đi làm ở Mỹ Xuyên á, mình đi đường thẳng qua bên đường Phú Lợi xuống Lê Hồng Phong rồi xuống Mỹ Xuyên. Cái đoạn đó nó gần hơn là so với mình đi tuyến ngoài là đi tuyến Võ à, Văn Kiệt. Ngày xưa nó là quốc lộ A nha bây giờ có tuyến tránh rồi thì nó là đại lộ võ văn kiệt thì từ nhà mình đi ra xuống đó mà xuống tới cái vòng xoay trà tim rồi quẹo qua đường an dương vương để xuống mỹ xuyên á, thì nó xa hơn một cây máy mình đo mấy lần rồi nhưng mình vẫn đi đường ngoài để mình được đi nó lâu hơn các bạn đi đường trong nó gần hơn muốn đi đường ngoài để cho nó xa hơn được chạy nó lâu hơn kiểu vậy á thì trong khi mình chạy đường ngoài như thế vừa qua đèn xanh đèn đỏ khúc mà tỉnh quỷ nè nhà máy hải sản uh, Phimax đó các bạn, Sota Việt Nam á thì mình đã thấy có một thanh niên chạy chiếc quay 50. Mình nghe tiếng bô với dặn hơi thì mình biết xe này có độ rồi. Thì uh, Yta Ita chắc độ tuổi tầm khoảng 20 trở lại thôi, tầm khoảng đó, hơi nhỏ con. Thì các bạn biết, hơi nhỏ con. Và chạy với thái độ là kia bằng khiêu khích. Và y đã nhìn thấy mình chạy chiếc xe này. Thì lúc đó mình đậu ở trong lề bên này y thì đậu bên kia y nẹt nẹt vô và bắt đầu đề ba chạy lên và vừa chạy mà vừa quay quay dòm lại kiểu vậy và một đoạn dài như thế cho đến tới ngay bài chạy tim luôn các bạn à, khúc đó thì tự nhiên xe hơi đông xe hơi rồi xe tải chạy trước mình các bạn rất là đông thì y lấy ra ngoài kéo e lên nhưng mà thay vì đi luôn không thì lại dừng lại và chạy cố tình chạy trước mặt mình cũng giữ khoảng cách khoảng chừng 10 thước quá từ 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 vừa chạy vừa hiện 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 và có kiểu như là muốn rủ mình đua vậy đó thì um, mình làm ngơ tại vì á, mình chia sẻ với các bạn thế này nè mình muốn thắng người ta đã khó mà thắng bản thân mình nó còn khó gấp bội cho nên thôi mình cứ coi như là người ta vô hình đi mình chạy bình thường mình chạy sau lưng mà bình thường luôn đó coi như là vô hình luôn á cái uh, y ta chạy trước cũng như thế mà y cũng chịu khó lắm nha cứ chạy hoài cái en lên cái dừng lại đợi đợi mình lên cái en kiểu vậy tới ngã ba già tiêm thì mình quẹo xuống đường an nhân Hương để mình đi làm mà thì các bạn thấy là rõ ràng ví dụ như hôm đó mà mình đi một chiếc quay hay một chiếc sirius một chiếc rim thậm chí một chiếc xe ga bình thường thôi thì đã chẳng có cái gì rồi đúng không nhưng vì mình đang chạy chiếc exeter này cho nên là nó là biểu tượng của sức mạnh và tốc độ hoặc là winner này cũng thế cho nên là cái người đó người ta mới đổ xe lên hoặc là vì cái tính hiếu chiến hoặc là vì người ta muốn thử xem là cái sai xe người ta mới làm ra sức mạnh của nó như thế nào đó chứ mình không nghĩ xấu là người ta rủ đua để làm mà mục đích là, là, là là hiếu chiến đâu mà có thể là người ta muốn thử xem là xe mạnh như thế nào nhưng cuối cùng là không đạt được cái cái ý nguyện là bởi vì mình làm ngơ à thì qua đó chứng tỏ là cái xe này khi mà ra đường á, nó được sự quan tâm của rất nhiều, đặc biệt là những bạn trẻ rất thích nó và nhìn thấy nó cho dù là không thích thì người ta cũng phải lưu tâm nó, nó có tốc độ, có sức mạnh. Một dòng xe exciter nổi tiếng của Yamaha và nó là thế hệ mới nhất mà hơn nữa là mình đang chạy con xanh GB, chiếc xe xanh GB này bây giờ đã bỏ mẫu rồi thật sự mà nói thì. Cho tới bây giờ Mình cảm thấy mình mua chiếc xe này là không hề lòng Từ cái chất lượng của xe cho đến là cái màu sắc ha Xanh GB và mâm GB luôn các bạn Mâm xanh luôn Sao mà càng ngày nó càng đẹp Nhìn càng ngày nó càng đẹp Thậm chí là các bạn nói sao mà con thấy xe chú đẹp quá Thật sự là đó giờ con không hề thích Exeter mà sao tự bây giờ con thích nó quá Thật sự mà nói mà các bạn càng nhìn nó càng đẹp các bạn Thật sự ha càng nhìn nó càng đẹp à, thì đó là câu chuyện của ngày hôm nay cho đến bây giờ thì à, tại vì có nhiều bạn là à, nghe được thông tin đâu đó trên youtube hay là trên mạng nói là Exeter 2024 được trang bị ABS chuẩn bị rau mắt cho nên là bạn mới phân vân đây chứ nếu mà hỏi nó là đáng mua hay không đó, thì cả hai chiếc xe này các bạn chiếc nào cũng đáng mua chiếc xe này cho dù là nó không có giảm giá đại hại giá luôn thì nó vẫn đáng mua tại vì á với một chiếc xe động cơ 150 máy đứng như thế này thì cái giá loanh quanh tầm khoảng là 50 triệu là mới đúng giá của nó là như thế mà thật sự giá đề xuất của nó là cũng tầm đó nhưng vì lý do đó mà người ta bán đại hại giá đi cái đó mình bỏ qua một bên đi thì thật sự mà nó với tầm giá này hai chiếc xe này nó rất đáng mua mà các bạn trẻ bây giờ sướng quá sướng hơn mình nhiều lắm cái thời của mình mà chạy trẻ như các bạn không có nhiều xe để lựa chọn đâu không có nhiều đâu mà giá có thể nói là rất là cao so với thời điểm của mình thời điểm đó cao lắm mua không nổi ra đường chỉ có biết nhìn và ước thôi các bạn còn bây giờ để sở hữu một chiếc xe côn tay như thế này nó quá dễ dàng thật đó nó quá dễ dàng luôn so ra là nó quá rẻ và dễ sở hữu và chúng ta có rất là nhiều lựa chọn thậm chí là Exeter 150 rồi Rider, rồi Sachia, rồi Sonic ha Nó nhiều quá trời luôn Rồi MX King nhập về Cũng có một chiếc côn tay mạnh mẽ để chạy Chưa kể là rất là nhiều dòng xe côn tay nhập khẩu về nữa Ví dụ như là Suzuki Bandit Rồi Honda Visa XSR 155 ha Cũng là động cơ 155-150 đó các bạn Nó quá trời nhiều sản phẩm Các chục sản phẩm luôn để mình lựa chọn thì đây là hai đại diện ưu tú của Honda và Yamaha được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Thì nó rất là đáng mua ở thời điểm này. Mặc dù cái thông tin á, các bạn đừng nghe thông tin nữa. Có nhiều bạn là nói anh ơi, anh làm về SH đi, SH 2024 ra mắt chưa? Mình đợi nó ra mắt rồi mình làm luôn. Phu chờ LED 2024, anh ơi làm về phu chờ LED đi. Mình đợi nó ra mình làm luôn các bạn. Mình không thích đón già đón non nữa. Cái chiếc xe này nó ra mắt là cuối năm 2020, cuối năm nha, tháng 12 2020 đó, những ngày cuối tháng 12 2020 ra mắt. Mà các bạn đã nghe được thông tin của nó đâu từ khoảng nếu mình nhớ không nhầm là cuối năm 2019 là đã có thông tin nó ra mắt rồi. Và trải dài dần đều cho tới cuối năm 2020 nó mới ra mắt. Tức là thông tin nó ra đâu đó cỡ một năm trời nó mới ra. Vì nhiều lần được dời lại dời lại dời lại. Thì các bạn đừng có nghe thông tin ở trên đó mà vội vội mừng cuối cùng là 2020 đầu năm 2021 mình mua nó là tháng giêng 2021 nè nó mới ra mắt đó các bạn thì bây giờ nè ý các bạn hỏi mình là có nên chờ hay không chờ đến bao giờ và nếu mà liệu rằng khi mà được trang bị ABS thì cái giá nó có ở cái mức này không hay là nó sẽ cao hơn các bạn đừng chờ Yamaha hạ giá nó không hạ giá đâu hiện tại bây giờ nó đang được khuyến mãi 5 triệu thì tùy các bạn các bạn đếm kiếm chỗ nào mà giá nó hợp lý thì cứ mua mình không có chỉ các bạn chỗ này chỗ kia ha nó nó hơi nhạy cảm thì uh, chỗ nào giá hợp lý thì mình cứ mua hết tháng 8 này là hết khuyến mãi rồi mà Yamaha không dám giảm giá nó như chiếc này được đâu tại vì nó là dòng xe chủ lực và nó là một chiếc xe nuôi sống cả bầy Yamaha khác cho nên là để được giảm 5 triệu như thế uh, là hợp lý lắm rồi đó các bạn thì thời điểm này mình thấy nó vẫn rất đáng mua kiểu dáng ư kiểu dáng rất đẹp thực sự mà nói với mình nha mình đánh giá nó cao hơn chiếc Exeter 150 nó đẹp hơn mình thích kiểu dáng này hơn là 150 về động cơ mình thấy 150 không có cái cửa nào để so đánh với nó hết 6 số Mượt có nồi chống trượt có hệ thống VVA tiết kiệm nhiên liệu như vậy còn đòi gì nữa bây giờ nó quá ổn còn vấn đề rung rần thì nó có nhiều vấn đề thứ nhất là cái chỗ này cái thứ hai nữa là vừa rồi có một bạn là nó bây giờ em xin góp đóng góp ý kiến của em thế này là sau khi em thay sinh trong dĩa thường không xài sinh trong dĩa có phốt nữa là xem đó giảm hẳn tình trạng rung rần thì uh, em mang đến đây để mong anh là uh, có thể là chia sẻ cho những bạn khác uh, đang bị rung rần thử thay sinh trong dĩa xem sao Chứ còn xe mình nó thật sự mà nói thì rung thì xe nào cũng rung Winner cũng rung mà xe này cũng rung Mà nó rung như thế là cũng rất bình thường Những dòng xe số động cơ 50, 100, 110, 125 nó đều rung rằng mà chiếc nào cũng rung Nhưng mà để mà rung quá nhiều á thì phải xem lại xem là sên nhông dĩa nè Đúng là sên nhông dĩa nó ảnh hưởng nhiều lắm đó các bạn ha Rồi nhiều thứ khác Rồi nồi nè, bộ nồi xem là nó có bị gì hay không thì nói chung là cái tình trạng mà xoay máy dây mình thấy nó đã bắt đầu lắng từ từ rồi cũng giống như xe này cái vụ tăng cam đó. tăng cam nó đã lắng từ từ rồi ha thì bây giờ các bạn cứ tự tin lựa chọn nó nếu thực sự thích thì cứ nhích không có gì phải lăn tăng hết không phải mình xuống các bạn mua là tại vì mình đã mua rồi đâu không phải thế thực sự mà nói là tới bây giờ nó đang nó đang quá ổn ha chiếc xe đẹp động cơ mượt mà êm ái tiết kiệm nhiên liệu nữa các bạn có vva muốn nó đi review cũng được mà muốn nó à, gầm gú vẫn được đó là cái hay của những dòng xe mới bây giờ như vậy thì ở thời điểm này với mình nó vẫn đang rất là tuyệt vời mà thậm chí là nếu mà phải đi đâu đó xa như được rồi mình đi Vũng Tàu á Mà phải quay lại hành trình nha Chắc mình vẫn sẽ lấy nó đi Tại vì biết sao nó có cổng sạc phía trước các bạn Winner V3 thì đã có cổng sạc rồi mình không nói Nhưng mà bây giờ hiện tại hai chiếc này nè đó Nếu phải đi tour xa Mà phải quay phim Quay vlog lại cái hành trình mình đi Và đăng youtube cho các bạn tham khảo Chắc mình phải lấy nó đi là tại vì nó có cổng sạc Nó tiện vô cùng luôn Nó tiện vô cùng Vì lẽ đó mà đối thủ Winner thế hệ tiếp theo Đã có cổng sạc ở phía trước này ha một chiếc xe khi đi tour có không sạc tiện lắm các bạn đi lên quanh thành phố thì không có gì không dùng thì bỏ xó mà tới hồi dùng nó rất là tiện luôn cái lần đó mà đi uống tàu mình phải công nhận là mình thấy nó quá tiện ích luôn thực sự là thế luôn mà khi các bạn đi đâu đó xa xa một chiếc xe động cơ như thế này thực sự là nó cho mình sự thoải mái mình sẽ làm chủ làm chủ cung đường làm chủ cái tốc độ ha làm chủ luôn cả cái thời gian của mình luôn Nhất là những khi mà các bạn cần vượt Những chiếc xe tải phía trước nó to đùng Nó chạy tốc độ tầm khoảng 50-60 Mà các bạn cặp chiếc xe yếu yếu các bạn vượt nó khó lắm. Thì với những chiếc xe như thế này vượt rất cực kỳ dễ Về hai ba số thôi là Tho nó liền, rất là nhanh Mà tính ga nó đi cũng đâu có mỏi đâu Mình đi Vũng Tàu các bạn biết là 12 giờ đêm đi 12 giờ đêm sau giờ tới nhà đó Nó đâu quá mỏi Tại vì mình nói là mình do mình ngồi quá lâu trên xe Nó mỏi Chứ không phải là cái xe nó mỏi Đã mỏi rồi thì xe nào cũng mỏi à Đi BCX cũng mỏi mà đi SH cũng mỏi Nhưng mà tất nhiên rồi tất nhiên Là chiếc xe này nó vẫn sẽ mỏi hơn là BCX Tại vì BCX sinh ra là đi đường trường với tư thế ngồi thế này rồi Nhưng mà BCX các bạn ngồi lâu nó vẫn mỏi thấy mồi phải không mỏi Cho nên đừng nói là ừ Nó tư thế nó tròn thì nó sẽ mỏi nhiều Thật sự mà nói với các bạn mà trẻ trẻ thì cái chuyện mỏi này nó không là gì thậm chí chiếc rider hay sonic nó ngồi nó còn mỏi hơn xe này nữa mà vẫn đi bình thường như vậy thì với cụm khóa thông minh đồng hồ lcd trên đó ha đèn led hai 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 cái trên dưới nè chỉ có cái là không có abs thôi mà thật sự mà nói thì như trong video trước mình nói với chiếc winner này các bạn nói là anh ơi em có nên là mua loại không có abs hay không vẫn bình thường thôi thực ra là những chiếc xe không có ABS vẫn sử dụng bình thường nhưng nếu được lựa chọn thì nên có ABS để được an toàn hơn thôi chứ không lẽ bây giờ những dòng xe không có ABS là không được chạy bỏ xó luôn sao nó vẫn bình thường thì mình chạy mình lưu tâm hơn và trong những cái tình huống mà mà thắng gấp á thì nó sẽ không an toàn được như là có ABS thôi chứ còn bây giờ chúng ta vẫn chạy hàng ngày với nó như bây giờ Sonic nè Rider sẽ đâu có đâu vẫn chạy ầm ầm Winner này những bạn không có IOS vẫn chơi mầm Exeter 150 một, năm, mươi, một năm, năm này vẫn chơi mầm thôi cho nên là bây giờ nếu thực sự mình đang mến nó thích nó thì cứ chốt thời điểm này vẫn đang rất là tốt tại vì Yamaha đang giảm giá đó cho dù là có bán bằng giá đề xuất thì khi được giảm 5 triệu này nó là một con số hời ở thời điểm này thực sự rất là hời ha còn chuyện 24 nó ra mắt thì khi nào nó ra đi tính Chỉ là thông tin thôi người ta chủ yếu là làm để vì mục đích khác Cho nên là thông tin nó đến sớm lắm các bạn ha Thậm chí là chưa có tin là, là đã có thông tin rồi Thậm chí nhà sản xuất người ta còn chưa có làm gì là đã có thông tin, thông tin rồi Cho nên là bây giờ các bạn đừng có hoang mang vấn đề 24 nó ra mắt kệ nó đi Chừng nào nó ra thì tính bây giờ cứ mua trải nghiệm trước cứ mua trải nghiệm và tận hưởng nó trước đi Chẳng sao cả cũng giống như chiếc xe này khi nó vừa ra mắt là tại vì mình đã chớp liền chứ không cần phải chờ đợi gì. mình nhìn thấy là mình hài lòng hệ thống abs cục máy đeoxe 6 số ha mình hài lòng kiểu dáng đẹp cây bô trời ơi mình nhìn cây bô mình phê quá chốt liền mua trả góp mua trả góp nói chung là xe mình mua trả góp không à không có gì xấu hổ hết trơn mình lao động kiếm tiền bằng đôi bàn tay của mình mua xe trả góp là bình thường ha mình đâu có ăn dịch hay là mình có làm gì đó đâu mình trả góp bằng chính đồng tiền mình làm ra thì chẳng có gì phải xấu hổ cả cho nên là thích nó mà có điều kiện mua thì cứ chốt đi bạn không cần phải gì phải lăn tăng cả mình nên quyết đoán hơn chút xíu để mình có cái xe hài lòng để có cái xe mình đi mình mình trải nghiệm với nó trên những cung đường Xe không phải là phương tiện chỉ để đưa mình đi đâu đó đâu Mà nó còn cho mình nhiều thứ khác Cho mình cảm giác chạy, cảm giác vô số, trả số Cảm giác gầm gú của động cơ Còn những bạn nào xem chiếc xe chỉ là cái chân đi á, thì khác Tại vì có những người á, người ta nghe nhạc người ta thưởng thức Có những người á, nhạc người ta nghe vô bên đây ga bên đây ra Tức là người ta không thưởng thức nhạc mà nhạc chỉ là để vui tai hay là để nhảy nhót chơi thôi Còn với những người người ta thưởng thức âm nhạc Người ta nghe, người ta lắng động Người ta nghe từng câu, từng chữ trong đó Từng cái giai điệu lên xuống thế nào Người ta cảm nhận nó Thì nó khác, thì xe này cũng vậy Với những bạn nó chỉ là phương tiện Thì chạy quăng dục Hư sữa, chán, bỏ, bán bỏ ha Lên đời Còn với những người mà Thưởng thức cái xe rồi thì nó khác Nó không chỉ đơn giản là một con ngựa sắt mà một cái chân đi mà khi mình đi nó nó cho mình rất là nhiều thứ và nó bắt mình phải phải mà vệ sinh nó nè phải chăm sóc nó nè mà thật ra là được vệ sinh được chăm sóc nó cũng là một cái điều rất là đã thực sự như hôm trước mình nói biết chiếc Winner như ở đầu video tại sao mình lại nói như thế nó có nguyên nhân hết không phải tự nhiên mình làm video về chiếc xe này mà lại lâu Winner mình quay cái bánh xe cho các bạn coi để tạo ảnh hưởng để tạo cái cái gọi là cái niềm đam mê ở trong trái tim các bạn đôi khi các bạn không không có, có, mở ra mình không mở nó ra thì làm sao mà mình biết được mình có đam mê nó hay không mình phải mở nó ra mở nó ra thì mới biết được là mình ờ thực sự mình có đam mê chiếc côn tay hay không còn với những bạn nó không có đam mê nhiều khi thấy người ta chạy chỉ là thích nhất thời thôi mua về chạy là sẽ rất là chán luôn chán chê ha nhưng mà với những bạn đã thích thì càng chạy nó càng thích hơn nữa mà được tăng sơn được xịt dưỡng sơn nó cũng là một cái điều cực kỳ thích và với mình tới bây giờ chiếc xe này nó cũ chưa cũ rồi nhưng mình vẫn háo hức và lấy nó ra đi làm để được chạy xem sau khi mình xịt dưỡng sơn rồi nó sẽ như thế nào thay một cái nhớt mới vô cũng háo hức để chạy nó để xem nhớt mới là nó như thế nào thậm chí là sau khi sửa cái cái thắng nè đây ha cũng háo hức để chạy nó đó là cái gì đó gọi là cái đam mê và cái niềm đam mê nó là bất tận các bạn cho nên là đã thích thì cứ chốt nó thực sự thích nha cứ chốt mới đi bảo đảm các bạn đã, đã chạy rồi là càng chạy nó càng thích nó càng mê khó bỏ lắm các bạn thật sự trừ khi là một ngày nào đó sức khỏe mình nó xuống và à, kêu bằng người ta nói là cái gì à, trùng chân mà gói mỏi gì đó thì không còn sức để chạy cung tay nữa mà muốn được đi xe tay ga cho nó thoải mái hơn thì lúc đó nó khác còn bây giờ còn sức còn đam mê thì cứ chơi nó cho nó thoải mái ha thì không có gì phải lăn tăng cả cái câu chuyện hôm nay mình á là mình muốn các bạn nghĩ thoáng hơn và dứt khoát hơn trong cái vấn đề mà chọn xe này thực ra là tới bây giờ vẫn có nhiều bạn vẫn phân vân giữa hai chiếc xe này là không biết nên chọn chiếc nào không biết nên chọn chiếc nào thật sự mà nói là chính vì các bạn sướng quá có nhiều xe để chọn quá cho nên là có những cái gọi là một cơn đau đầu nhẹ mình xem bóng đá thì có những vị huấn luyện viên á, mấy tờ báo hay viết thế này là à hôm nay ông huấn luyện viên này có một cơn đau đầu nhẹ đó là vì á à ông có tới hai người người nào cũng giỏi mà không biết nên chọn người nào để vào đá cái cái vị trí đó cho nên là có một cơn đau đầu nhẹ thì cái này cũng vậy Bây giờ có nhiều dòng xe quá đã, quá xuất sắc Không biết nên chọn xe nào Cho nên là mình cũng có một cái cơn đau đầu nhẹ Để lựa chọn nó Đúng không? Thật sự và sung sướng quá cũng có một cái gì đó nó khó nó, nó 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 khó chịu đúng không? Nó cũng đau đầu Còn ngày xưa, ví dụ bây giờ Chiếc xe này nó không ra đi Có một mình chiếc xe đó đi Thì dễ lựa quá rồi Thích là ra mua liền chứ đâu có mà phải lựa chọn nó đâu phải không? Có một mình đó à Nhưng bây giờ có tới hai ba dòng thêm thằng Suzuki nè còn xe nhập khẩu về nữa nè rồi nhiều kiểu dáng mới cho nên là chúng ta có một cái cơn đau đầu nhẹ khi lựa chọn những dòng xe này thì hy vọng là qua video này mình tạo thêm động lực để các bạn có thêm cái à, ý chí quyết tâm hấn đấu để sở hữu nó tất nhiên không phải sở hữu nó để đua Giống như hồi nãy mình kể cái câu chuyện mà bị một bạn kia Một cái bạn trai mà khoảng tầm 20 tuổi nó gạ đua đó Mình cũng đưa cái câu chuyện đó vô Để nhằm à, Nói chung là răng đe các bạn trẻ luôn đó Thắng người đã khó mà thắng cái bản thân mình Còn khó hơn Chưa chắc chạy nó là thắng được chiếc quay đổ đâu nha các bạn Đừng tự tin Thôi mình sẵn sàng hạ thấp mình xuống Thôi tôi thua anh đi anh đi đường anh, tôi đi đường tôi Tôi có công việc của tôi Tôi có cuộc sống của tôi riêng Có công việc của tôi Còn anh á, thế nào thì anh cứ đi con đường khác Tôi đi đường khác Tới ngã ba đó thì mình quẹo xuống đường An Như Vương Còn cái bạn này quẹo đâu mình không biết Vậy là bây giờ nó xong rồi Tại vì trong cuộc sống đôi khi nó có những cái cạm bẫy Mà mình không khéo á Là mình mắc bẫy Thì đó giống như cái vụ mà gã đua đó cũng vậy Ví dụ như hôm đó mà mình mình cũng sồn sồn lên mình chạy lên nẹt bô mình đua theo rồi biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó bây giờ mình không nói vấn đề là à, à, rủi ro nhưng mà đang mong mong lên giao thông ra là có quét nữa là sao mấy triệu bạc đó các bạn ra bằng lái vụ vậy cho nên là mình phải khéo léo để vượt qua cái cạm bẫy đó trên đường đời chúng ta đi có nhiều cạm bẫy lắm các bạn mà đây là một trong trường hợp nè mình rất là dễ bị dính cả bẫy nha cho nên là thắng người thì đã khó và thắng mình đó, nó còn khó mọi phần nữa đó các bạn rồi ok à, video này mình sẽ tạm dừng ở đây hy vọng là các bạn sẽ có thể quyết định được nên mua thời điểm này hay không chiếc Exeter 155 này xin chào các bạn nha